Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 37.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 25.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 23.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 23.000 đồng kg, giá vịt thịt Super Em, miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt trim bao, miền Đông dao động trong khoảng 35.000 đến 36.000 đồng kg, giá gia cầm tại các địa phương cụ thể như sau Giá gà mía tại Nghệ An là 90.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 86.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 90.000 đồng kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà truy tại Nghệ An là 67.000 đồng mỗi kg. Tại Phú Thọ là 50.000 đồng/kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 70.000 đồng/kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 38.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 40.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 35.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 34.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 34.000 đồng/kg thị trường giá trứng gà hôm nay lại thêm một ngày yên ắng, không có biến động mới nào được ghi nhận. Giá trứng gà trắng loanh quanh trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg. Trứng gà đỏ vẫn thấp hơn, giữ giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng kg. Hiện nay có nhiều các phương pháp chăn nuôi vịt khác nhau mang lại hiệu quả. Người chăn nuôi có thể nuôi vịt trên cạn được hoàn toàn mà không cần nước bơi lội, chỉ cần đảm bảo đầy đủ nước uống sạch cho vịt. So với nuôi có nước bơi lội mà không tận dụng được thức ăn thì nuôi vịt trên cạn sẽ giảm được chi phí, đồng thời sẽ không bị ảnh hưởng đến chất lượng thịt và trứng. Phương thức này giảm được chi phí từ 20 đến 30 gram thức ăn quả trứng. Những khu vực có vườn cây ăn quả hay cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày đều có thể sử dụng được cho việc chăn nuôi khi nuôi vịt trên vườn cây không những hạn chế được cỏ mọc mà nguồn phân vịt thải ra còn có thể cung cấp một phần dinh dưỡng cho cây và cây lại tạo bóng mát che cho vịt lúc nóng bức trong mùa hè. Vườn cây phải có độ dốc thích hợp để khi trời mưa không bị động nước, gây mất vệ sinh cho vịt sẽ sinh bệnh. Tuy nhiên, vườn cây cũng không nên quá dốc làm ảnh hưởng đến việc đi lại của vịt, đặc biệt là vịt sinh sản. Lúc giao phối, cây trong vườn phải có độ cao trên 1 mét để vịt không làm hỏng chồi và lá cây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây nuôi vịt trên cạn trong vườn cây có ưu điểm là có thể nuôi không theo mùa vụ cung cấp các sản phẩm của vịt quanh năm và không tập trung vào một thời điểm có thể nuôi vịt ở các mùa khác nhau nuôi vịt trái vụ năng suất có thể giảm hơn nhưng tính về hiệu quả kinh tế thì lại cao hơn nhiều đồng thời khi tiêu thụ sản phẩm vịt trên thị trường ở thời điểm trái vụ lại rất dễ bán